Thiếu gia Đỗ Vinh Quang, Đỗ Mỹ Linh chính là định mệnh. Trong lễ cưới, thiếu gia Đỗ Vinh Quang thừa nhận cô dâu Đỗ Mỹ Linh chính là định mệnh của đời anh. Sau lễ rước dâu chiều nay, ngày 23 tháng 10, Đỗ Mỹ Linh có mặt từ sớm tại địa điểm diễn ra lễ cưới để trang điểm, sẵn sàng đón khách. Hoa hậu Việt Nam 2016 diện váy trắng cúp ngực trắng, phối ren cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, nền nã. 18 giờ 20 phút, hôn lễ bắt đầu bằng một video ghi lại chặng đường 2 năm gắn bó của hai người. Mỹ Linh là MC, biên tập viên truyền hình. Vinh Quang là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá. Ngày đầu họ quen nhau còn nhiều bỡ ngỡ, sau dần nói chuyện, thấu hiểu nhiều hơn. Phần sau video là hình ảnh lãng mạn khi họ thực hiện bộ ảnh cưới ở châu Âu hồi tháng 9. Khoảnh khắc được bố dắt tay vào lễ đường và khoảnh khắc khi nói về chồng, Đỗ Mỹ Linh đã rơi nước mắt vì xúc động. Vinh Quang tiến tới đón lấy tay Mỹ Linh từ bố vợ. Ông căn dặn con rể đôi điều, Vinh Quang liên tục gật đầu. Mỹ Linh rưng rưng nước mắt vì xúc động. Trong giây phút xúc động, chú rể Đỗ Vinh Quang chia sẻ, đến giờ phút này, tôi rất bồi hồi, có chút xấu hổ khi thể hiện tình cảm với vợ. Trước khi quen em, anh là người sống có kế hoạch. Đứng trước em, đầu óc anh trống rỗng. Anh nhận ra, khi chúng ta sống một cách tự nhiên, chúng ta sẽ thoải mái nhất. Em chính là định mệnh của đời anh, khiến anh có quyết định đi đến ngày hôm nay. Anh yêu em và sẽ luôn luôn như thế. Cô dâu Đỗ Mỹ Linh cũng dành cho chồng những lời có cánh. Khoảng thời gian anh và em quen nhau, 2 năm không phải dài cũng không ngắn để tìm hiểu. Lúc em quen anh, em mới chỉ 24 tuổi, chưa nghĩ gì đến chuyện kết hôn. Người đàn ông em quen lại có gương mặt trẻ măng, hơi ham chơi. Sau khoảng thời gian yêu nhau, em nhận ra đằng sau gương mặt baby ấy là người đàn ông rất trách nhiệm, tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh. Cách anh yêu thương gia đình khiến em muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ của anh. Sau 4 tháng anh cầu hôn em ở Đà Nẵng, chúng mình đã cùng nhau làm nên đám cưới này. Ngày hôm nay có mặt đầy đủ người mình yêu thương, chúng ta hãy tận hưởng mọi khoảnh khắc trong buổi tiệc này. Em yêu anh. Nói xong, Mỹ Linh khóc. Cả hai ôm nhau, sau đó cắt bánh, khui rượu trong tiếng reo hò của bạn bè, khách mời. Đỗ Mỹ Linh là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô cao 1,71m, số đo hình thể là 87-61-94cm. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, cô thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu Người đẹp nhân ái và vào top 40 chung cuộc. Nhiều năm qua, cô phát triển bản thân khi làm MC, biên tập viên cho một số chương trình truyền hình. Đỗ Vinh Quang là con trai thứ hai của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Anh từng du học ở Anh, sau đó về hỗ trợ anh trai và bố trong công việc kinh doanh của gia đình.